Nhân chào cả nhà mình nhé. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu tái định cư Xuyên Á. Thì như cả nhà mình thấy ở đây là một cái con đường bên hông nè, đường bên hông của khu Xuyên Á. Cái đường bên kia là nó có tên đường là Hà Duy Phiên. Thì cái đường đó là nó thuộc ở bên, nó cũng nằm ở trong khu tái định cư Xuyên Á luôn. Còn bên đây là một cái đường ở bên bờ kênh. Bờ kênh nha cả nhà. Ví dụ như ở đây là mình thuộc về Long An, Đức Hòa, Long An rồi. Còn bên kia là nó thuộc về xã Phạm Văn Hai của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nó chỉ cách con kênh. Thì khu tái định cư Xuyên Á này bây giờ thì dân ở cũng rất là đông rồi. Nên giờ ở đây là cái giá cả nó cũng khá là cao, mặc dù cái hạ tầng nó chưa có hoàn thiện lắm. Thì như cái nhà mình thấy phía trước luôn ha, là cầu TL9, tức là cầu tỉnh lộ 9 đó. Nó là nó bắt ngang giữa Sài Gòn với lại Long An mình. Thì mục đích là Nhân quay cái video này là cho cả nhà mình thấy được là cái đường ở bên kênh là sau này nó sẽ, hiện tại bây giờ nó đã có đường nè, như Nhân chạy nè, thì từ ngoài cầu tên là chính còn hay còn gọi là cầu nhỏ, bên kia là cầu lớn, bên đây là cầu nhỏ đó, thì nó sẽ chảy từ ngoài cầu nhỏ để đi vào tới khu Phúc An City. Thì cái đường này hiện tại là nó đã có đường rồi, và đường hiện hữu là 8 mét. Còn như cả nhà mình thấy ở bên đây là đã được ủi hết rồi nè, là mình sẽ mở rộng cái đường này luôn. Thì cái đường này nó sẽ là 25 mét, nó bằng với lại cái con đường Hà Duy Phiên ở bên kia nha cả nhà. Thì sau này bên đây là bên phía chủ đầu tư công ty Trần Anh này, họ sẽ làm luôn cho mình cái con đường này để đi vào khu Phúc An. Thì tức là ở ngoài kia là mình sẽ có hai cái đường vào, cho nên là khi mà cả nhà mình hay có một cái như thế này, tức là mình khi mình mua một cái dự án nào đó, lúc nào mình cũng chọn cái mặt tiền hết á, thì ai cũng chọn mặt đường tiền đường lớn. Thì đâm ra từ cái lý do đó đó, cho nên là người ta mới có được một cái lợi thế là người ta sẽ nâng cái giá lên những cái căn mặt tiền, mặc dù diện tích nó bằng những căn ở trong nhưng mà giá nó cao hơn rất là nhiều. Nó thì ở đây thì Nhân tư vấn cho cả nhà mình, nếu như mình mua đầu tư thì mình cũng có thể mua những cái căn gần kênh nè. Thì khi mà cái con đường này nó làm xong rồi á, thì lúc đó là cái giá cả trong đây á, nó sẽ tương đương với lại cái đường chính của mình bây giờ. Thì như hiện tại á, thì bên đây lại bán cái giá nó rất là mềm, tức là một căn nó có thể là rẻ hơn từ 500 cho tới 1 tỷ, từ 500 tới 1 tỷ đồng nha cả nhà, nó không phải ít đâu. Đó, thì cho nên là cái này thì Nhân cũng tiết lộ cho cả nhà mình luôn để mình biết. Thì mình mua những cái căn ở trong với cái số tiền nó vừa phải thôi, nhưng mà sau này chỉ cần nó làm xong thôi là cái giá trị nó sẽ lên rất là nhiều. Như ở đây là mình thấy nè, chỗ gào to nữa cả nhà, ở đây cũng vậy đó, là sau này nó sẽ mở rộng cái đường này nè, tại vì cái đường kênh này thì bắt buộc nó phải làm rồi. Còn bên kia là nó vẫn có đường đi nha cả nhà. Đường đi thì nó đi từ, cũng bắt đầu từ cầu nhỏ, cầu tên là chính, nó chạy qua tới bên tỉnh lộ 10 của huyện Bình Chánh. Thì bây giờ là cả nhà mình đi cái đường nó được, nhưng mà nó đường đất thôi. Nói như cái phần này là của bên phía công ty Trần Anh luôn, là cái phần này là không biết là sau này là công ty sẽ bán đất hay là bán nhà đây, hoặc là bán biệt thự, cái này thì chưa có thông tin. Nhưng mà bây giờ là cả nhà mình thấy con đường này nó rất là lớn, đường 20 mét, vỉa hè 4 mét, rộng thênh thang luôn. Còn bên đây là cái khu Phúc An City của mình đó, khu 52 hecta, mở rộng 500 căn biệt thự. Cho nên là bây giờ khi cả nhà mình mua đó, thì mình có thể là mua được hai hướng. Một là hướng mặt tiền đường lớn. Mặt tiền lớn thì Nhân xin nói lại là cái giá nó rất là cao, nó cũng 6-15 thôi, nhưng mà nó 3 tỷ mấy, gần 4 tỷ một căn á. Còn phía bên trong thì nó cũng 6-15, nhưng mà nó rơi vào tầm khoảng chừng 2 tỷ rưỡi, hoặc là cao lắm là 3 tỷ 7 một căn. Bữa nay là ngày thứ 5 thì bán, công ty bán tập trung đó, rồi có dựng gạp ở đây nè. Giờ còn rất là sớm, cái nhà mới có 8 giờ mấy thôi, cho nên khách chưa có nhiều.
Rồi Nhân quay sơ sơ và cho cả nhà mình một chút thông tin về cái đường bên hông của dự án chạy thẳng vào bên khu Phúc An của mình. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Cả nhà mình hãy đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được những video sau, vì biết đâu là có một cái dự án nào đó mà nó hợp với vị trí và túi tiền của mình đó, thì lúc đó cứ alo cho Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cả nhà mình. Rồi Nhân xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.